thời khắc lịch sử của Hàn Quốc. Các nhà lập pháp ở Hàn Quốc đã đề xuất dự luật hôn nhân đồng giới đầu tiên tại nước này. Động thái này được các nhóm dân sự ca ngợi là thời khắc lịch sử. Dự luật bình đẳng hôn nhân do bà Giang Hy Jae-ong thuộc đảng Công lý đối lập đề xuất và được 12 nhà lập pháp của đảng lớn đồng bảo trợ, Guardian đưa tin ngày 31 tháng 5. Dự luật tìm cách sửa đổi bộ luật dân sự của Hàn Quốc để công nhận hôn nhân đồng giới. Gia đình là đơn vị cơ bản nhất để hình thành một cộng đồng lớn hơn gọi là xã hội, bà Giang phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc hôm 31 tháng 5. Đây là thời khắc lịch sử, nhưng mới chỉ là khởi đầu, Ri U Min Hee, luật sư tại nhóm dân sự bình đẳng hôn nhân Hàn Quốc, nói với Guardian. Các dự luật phải được Quốc hội thảo luận ngay lập tức. Dự luật khó có thể được thông qua, nhưng nó là một phần trong bộ ba dự luật dự kiến tăng áp lực lên chính phủ Hàn Quốc để mở rộng ý tưởng về gia đình ngoài các tiêu chí truyền thống. Hai dự luật khác liên quan đến chung sống dân sự và IVF, thụ tinh ống nghiệm, cho phụ nữ chưa lập gia đình. Hàn Quốc không công nhận quan hệ đối tác dân sự đồng giới. Những nỗ lực trước đây nhằm trao quyền hợp pháp cho các cặp đồng giới đã bị phản đối bởi nhóm tôn giáo với lập luận rằng động thái như vậy sẽ hợp pháp hóa đồng tính luyến ái. Thông báo hôm 31 tháng 5 theo sau một phán quyết mang tính bước ngoặt vào tháng 2, khi Hàn Quốc lần đầu tiên công nhận tình trạng pháp lý của các cặp đồng giới về mặt bảo hiểm y tế quốc gia. Tại châu Á, Thái Bình Dương, Australia, New Zealand và vùng lãnh thổ Đài Loan đã mở rộng quyền kết hôn cho các cặp đồng giới. Tại Nhật Bản, hôm 30 tháng 5, một tòa án đã phán quyết rằng lệnh cấm kết hợp đồng giới là vi hiến.